thì rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Nghiệp Phải Trả, tác giả Lương Duy. Cũng gần 2 tiếng đồng hồ từ bên Thái Bình, cuối cùng vợ chồng lão Bằng cũng đã về đến nhà. Sau một ngày đi mệt mỏi, vợ chồng lão nằm luôn ra giường định thiếp đi một giấc. Như vừa nghĩ ra chuyện gì, mụ liền giật mình hỏi lão Bằng: "Từ lúc về đến bây giờ sao tôi vẫn không thấy thằng Khải đâu nhỉ? Cái thằng này, bố mẹ đi vắng, không biết có nấu cơm nước gì hay không?" Lão Bằng miệng ngáp dài đáp lại: "Thì chắc là nó lại sang nhà mấy thằng bạn nó chơi thôi. Nó cũng đang độ tuổi ăn tuổi chơi mà. Nhưng mà tôi thấy cứ lo lo làm sao á, có khi tôi phải đi tìm nó đây." Lão Bằng vùng vằng: "Mụ đi tìm thì kệ mụ đi, tôi làm giấc đã." Thằng Khải, con vợ chồng nhà lão Bằng, năm nay cũng đã tròn 14 tuổi. Thằng này cũng thuộc vào dạng ham chơi, lười làm, học dốt, nhưng được cái mắt bố là chủ tịch xã nên cũng được thầy cô, bạn bè nể đôi phần. Nó ở ngoài thì cũng thuộc hàng nghịch ngợm, nhưng về nhà thì lại sợ bố mẹ như sợ cọp, nên vợ chồng lão cứ tưởng nó ngoan lắm. Đâu biết rằng nó lại thuộc hàng mất dạy có số má ở làng tôi. Bất cứ vụ trộm cắp hoa quả nào đều có mặt nó, và nó chính là cái thằng đầu têu. Do vậy, bọn trẻ con ở cái làng tôi đều gọi nó là đại ca. Mụ Liên vừa định ra cửa tìm thằng con quý tử thì nó đã từ đâu về hớt hải, miệng thì lắp bắp: Bố mẹ về lâu chưa? Con chưa kịp nấu cơm nữa. Bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con làm một láng là xong à." Thấy thằng con về, lão Bằng cầu nhau: "Tôi đã bảo rồi, nó chỉ đi chơi đâu đó thôi, chưa gì đã sốt hết cả ruột rồi. Đúng là đàn bà mà." Mụ Liên giận dỗi đáp lại: "Vâng, ông có đẻ nó ra đâu mà soát, suốt ngày chỉ ăn với ngủ." Mụ thấy thằng quý tử ngoan ngoãn thì hài lòng lắm. Mụ lấy cái bàn tay to như nải chuối xoa lên đầu nó: "Con trai của mẹ ngoan quá. Trưa hôm nay con ăn cơm ở đâu?" "Dạ, con ăn cơm ở nhà thằng Tuấn bạn con á. Hôm nay được ăn món cá kho, ngon tuyệt cú mèo luôn." Mụ liền hỏi thêm nó: "Hôm nay ở nhà có chuyện gì không con?" Nó gãi đầu một lúc, như nhớ ra chuyện gì, nó bèn nói: "Hôm nay vào lúc buổi trưa, mây đen kéo kính trời, làm cho trời đang sáng, bỗng nhiên đen kình kịch. Con thấy trước cổng nhà mình á, có một đám ăn mày cứ đi qua đi lại ngoài đường và nhìn vào trong nhà. Bộ dạng thì nhếch nhác lắm, con trông thấy muốn ói. Thấy thế con định ra ngoài, đuổi họ đi. Thì ngó trước ngó sau á, còn không có thấy một bóng ai nữa. Rõ ràng đường thì vắng, nhà ai cũng đóng cổng, thì làm sao họ đi nhanh vậy?" Lão Bằng nghe thấy vậy nói vọng ra: "Đeo mẹ, mắt với chả mũi, nhìn gà quá cốt chứ ăn mày cái gì." Thằng Khải đáp lại: "Con xin thề, con nói dối còn là con cún. Cái đám ăn mày đó nhìn vào nhà mình với ánh mắt hằn học lắm, làm con dựng hết cả lông gà lông vịt nè. Mắt ai hả cũng hằn đỏ những tia máu." Mụ Liên đỡ lời: "Còn nó nói dối chuyện này làm gì? Tôi nghĩ là có thật đó, nhưng không phải là người, mà là..." Nghe tới đây, lão Bằng gắt gỏng: "Thôi, tôi lạy mụ, ma với quỷ cái gì? Không biết tôi đang sợ..." "Sợ hả? Thằng kia, xuống ngay bếp nấu cơm nhanh đi, sáng giờ được ít cơm nắm với muối lạc, đói lắm rồi. Nhanh lên." Nghe thấy thế, thằng Khải chạy ngay xuống bếp nấu cơm. Không cẩn thận thì bị ăn đòn như chơi, vì bố nó đang nóng. Còn mụ Liên chẳng nói chẳng rằng đi vào cái giường của thằng Khải làm một giấc. Lão Bằng nghĩ lại chuyện thằng Khải nói, bất giác rùng mình. Đúng là ma thật rồi. Nếu không là ma thì nó đứng ngoài đường nhìn vào làm gì? Đã là ăn mày thì phải đi xin chứ. Thế rồi vì quá mệt, lão thiếp đi. Trong mơ,
lão thấy bố mẹ lão về, mặt đăm chiêu nhìn hắn. Hắn bèn mời. Con mời thầy U vào nhà, đứng ngoài đó nóng lắm ạ. Lúc này bố lão mới lên tiếng. Cái thằng mất dạy, thật nhân thật đức, mày chỉ làm khổ bố khổ mẹ. Mẹ lão cũng nói vào. Tao sợ mày quá bằng à. Cái chuyện tài đình, xử tử gia đình nhà ông Thuận mà mày cũng dám làm. Mày có biết ngày trước bố mẹ mày đói nhăn răng ra còn được ông bà ấy cho gạo hay không hả? Biết bố mẹ đang nóng, hắn vội cầu xin. Con xin thầy xin U, con biết con sai rồi. Thầy U cứu giúp chúng con với. Vừa ngẩng mặt lên thì hắn không thấy bố mẹ mình đâu nữa. Hắn vừa khóc vừa gào to. Thầy U ơi, thầy U, thầy U đừng bỏ con mà. Mụ liền hô lớn. Dậy, dậy. Ông làm cái gì mà hô lớn vậy? Lại còn khóc nữa. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt rồi kìa. Lão Bằng giống gió như một con mèo bị ướt lông. Tôi vừa thấy thầy U vậy trách tôi. Chưa kịp xin cái gì thì thầy U đã đi mất. Mụ liền bực tức mà nói. Mơ với chẳng mộng. Người thật còn không mơ nữa, lại mơ thấy thầy U đã mất. Bỗng nhiên lão Bằng giơ tay. Kìa, nhìn ra ngoài đường kìa, có ăn mày. Mụ liền giật mình quay lại thì thấy những cái bóng rủ rượi đang đi ngoài đường, đánh ánh mắt nhìn về nhà của vợ chồng lão Bằng với sự hằn học và điệu cười nham nhở. Lúc này trời mới sẫm tối nên nhìn thấy mọi vật còn rõ lắm. Bọn chúng lúc này giơ những bàn tay đen sì về phía trước như muốn cào cấu cái gì đó. Vợ chồng lão Bằng nhìn thấy cảnh đó không khỏi chết khiếp. Rõ ràng thằng Khải đã không nói dối. Những cái bóng ăn mày đó rõ ràng không biến đi đâu mà chỉ ẩn khuất xung quanh thôi. Bắt đầu nhớ đến thằng Khải, mụ liền gọi. Khải ơi, Khải, Khải ơi Khải, vào nhà nhanh lên con, nhanh lên, không thì chết bây giờ. Thằng Khải nghe thấy vậy, đang bới cơm ở dưới bếp, chạy ngay lên nhà. Nó nhìn thấy bố mẹ đang ú ớ chỉ ra ngoài đường, thì nó cũng nhìn theo. Khi thấy cảnh đó, nó nói liền thành. Đúng đó, đây là cái đám người mà con nhìn thấy hồi trưa nay nè, trời ơi sợ quá đi mất. Lũ ăn mày gớm ghiếc đó cứ tiến dần đến cái cánh cổng của nhà lão Bằng. Trong chúng không khác gì những cái xác khô đang sống dậy, tìm những con mồi để ăn. Ba người nhìn thấy cảnh đó, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi trên cơ thể bắt đầu vã ra như tắm. Cái bóng đen lù lù đi phía trước, như con quỷ đầu, há cái miệng rộng ngoác, để lộ ra hàm răng trắng hiếu, cười lên những tiếng cười man rợ. Cả nhà lão Bằng nhìn thấy cái cảnh đó như muốn hô hoán kêu cứu nhưng vô dụng. Dường như họ đang bị tê cứng, tất cả các bộ phận trên cơ thể không thể điều khiển được. Kể cả việc kêu cứu dường như cũng nằm ngoài sức của họ. Thứ duy nhất họ cảm thấy mình còn sống đó là suy nghĩ và hơi thở. Họ vẫn thấy được sự sợ hãi qua suy nghĩ của mình. Họ vẫn biết họ sắp gặp tai họa. Nhưng lũ quỷ dị kia vừa chạm đến cổng nhà lão Bằng thì biến mất một cách khó hiểu, để lại một không gian đen đặc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này ba người nhà lão Bằng mới hoàn hồn, nhưng họ không thể giải thích được những gì mà họ vừa nhìn thấy. Nó giống như việc nhìn thấy mọi thứ trong cõi u mê, mờ mờ, ảo ảo. Mụ liền lay lay lão Bằng. Ông ơi, vừa rồi những thứ mình trông thấy là thật đúng không? Thằng Khải láo táo. Là thật mẹ ơi, con không có nói dối mà, đúng không? Lão Bằng mặt thừ ra, cũng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Lão nói một câu bâng quơ. Mà đấy còn cái gì nữa? Cả mụ liền và thằng Khải như đồng tình với lời nói của lão,
nên cũng không nói gì. Lão Bằng nói tiếp: đất này động rồi, không biết cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Chắc là phải nhờ thầy Hoàng đến xem có việc gì không, chứ cứ như thế này thì tôi cũng chết mất. Mà những cái chuyện này thuộc về yếu tố tâm linh, cấm có bếp xếp ra ngoài đấy nha. Người ngoài mà biết những chuyện này thì chỉ có mà đeo mo vào mặt, cũng không có ngẩng đầu lên được đâu. Mụ liền biểu môi: cũng tại ông hết đó, làm chủ tịch xã gì mà làm điều sằng bậy. Thằng Khải nghe thấy vậy, nó tò mò hỏi lại: bố làm gì mà sằng bậy hả mẹ? Lão Bằng đặt nộ: thôi im mẹ mồm đi, tôi đang rối trí lắm rồi đây này, định đổ thêm dầu vào lửa nữa hả? Mụ liền bắt đầu tru tréo: tôi là tôi biết ngay mà, ngày xưa yêu cái con Hiền nhà ông Nghị mà không lấy được nó, nên ông đem lòng thù hận. Chứ tôi, ông có coi tôi ra cái gì đâu. Lão Bằng bực mình: đã bảo im mẹ cái mồm đi rồi cơ mà, để chờ thầy Hoàng xem sao. Chuyện đã đến nước này, để cho người ngoài biết, cấp trên không tin tưởng nữa thì tôi làm chủ tịch cái kiểu gì nữa hả? Lúc đó tôi không làm chủ tịch nữa thì chỉ có chết đói đó nghe chưa. Nghe thấy thế, vợ con Lão Bằng im bặt, không kêu gào khóc lóc gì nữa. Thằng Khải dọn cơm ra mời bố mẹ nó ăn. Nhìn thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, nó cũng không dám hỏi thêm một điều gì nữa. Ba người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ trong im lặng. Ăn cơm xong, cả nhà lên giường đi ngủ, nhưng từng người vẫn còn cảm nhận thấy những sự nặng nề đang đè lên tâm trí. Rồi những ngày sau sẽ ra sao? Sáng hôm sau, vừa mới dậy ăn cơm sáng được một lúc thì cả nhà Lão Bằng nghe thấy tiếng người gọi ở ngoài cổng. Mạng phép cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của anh Bằng chủ tịch xã không ạ? Như bắt được vàng, Lão Bằng vội vàng ra mở cái cổng làm bằng tre của nhà mình, lộ rõ vẻ sung sướng. Ôi quý quá quá, vợ chồng chúng con đang chờ thầy mãi à, mong thầy từng phút từng giây, mời thầy vào ạ. Thầy Hoàng chậm rãi trả lời. May mà tôi đi nhờ xe được từ trên huyện xuống đây đấy, không là lúc nữa mới tới. Lão Bằng nhanh nhảu. Vợ chồng con dọn đồ, mời thầy ăn cơm sáng ạ. Thầy Hoàng đáp. Thôi khỏi, tôi đã ăn bánh nếp mua trên Thái Bình rồi. Tôi không có thói quen ăn cơm sáng, chỉ thích ăn đồ nếp thôi. Anh chị thông cảm. Mụ liền xen vào. Thầy quá lời rồi, chẳng mấy khi được tiếp đón những người như thầy đến nhà con à. Thôi để con vào pha ấm trà Thái Nguyên, trà chồng con được biếu đấy ạ. Thầy Hoàng gật đầu vẻ hài lòng. Lão Bằng mời thầy ngồi cái chõng tre để cùng nhau trò chuyện. Thầy Hoàng khen. Anh đúng là chủ tịch xã. Nhà đẹp quá. Tôi đi từ trên huyện xuống đây á, thấy ít nhà nào mái ngói đỏ tươi đẹp như nhà của anh chị. Quá thật là mong ước của mọi người. Dạ, nhà này là bố mẹ con để lại, chứ chủ tịch xã thì chỉ làm công bọc cho dân thôi ạ. Lão Bằng dở cái giọng đạo đức giả. Mụ liền đem ấm trà đon đã mời. Dạ, con mời thầy thưởng thức trà. Thầy Hoàng cầm lấy chén, làm nhấp luôn một ít và thốt lên. Đúng là trà Thái Nguyên. Quả là tuyệt. Mụ liền phỏng mũi. Dạ, thầy quá khen ạ. Uống xong chén trà, thầy Hoàng nói ngay. Trà cũng đã uống rồi, thôi ta vào việc thôi anh Bằng ạ. Trước tiên mời anh thắp hương lên bàn thờ tổ tiên giúp tôi. Dạ, con làm ngay đây thưa thầy. Nói xong, Lão Bằng lật đật đi vào trong nhà thắp hương cho tổ tiên như lời thầy Hoàng dặn. Lão cũng không quên cầu mong tổ tiên che chở để lão vượt qua cái kiếp nạn này. Xong xuôi đâu đó, thầy Hoàng yêu cầu lão dẫn đi xem mảnh đất nhà. Đây là mảnh đất tổ tiên nhà lão để lại, cũng khá rộng và vuông vức. Mảnh đất dốc theo chiều từ bắc xuống nam. Phía bắc như dựa lưng vào một gò đất lớn. Còn phía nam chính là con đường liên thôn, liên xã. Lệch phía nam đất nhà lão là ngã ba đường. Một đường đi lên huyện,
và một đường chạy thẳng đến Ủy ban Nhân dân xã. Phía đông và phía tây tương đối tách biệt với hàng xóm. Xem xong mảnh đất, thầy Hoàng gật gù tấm tắc. Đúng là mảnh đất nhà ông chủ tịch xã rất đẹp. Đây có thể được coi là thế đất hổ ngồi, có thể nhìn ra được những nơi khác. Nơi này có thể coi là vượng khí của cả làng. Phải công nhận tổ tiên của các ông rất khéo chọn, đã để lại mảnh đất này cho con cháu. Trong tương lai, ông không những phát về đường quan lộ mà còn phát về đường tài lộc nữa. Lão Bằng thắc mắc. Nhưng còn mấy cái vong đang quấy nhiễu nhà con nữa à? Hôm qua con còn nhìn thấy mấy cái bóng ăn mày xuất hiện trước nhà con. Trông chúng đến phát khiếp đó à. Mấy con ma cỏ đó thì xá cái gì, ta sẽ chỉ cách kiềm hãm bọn chúng. Nhưng trước tiên, anh đào cho ta 4 cái mồ nổi ở mảnh đất nhà anh. Nhưng anh hứa trước với tôi là dù có đào được cái gì thì cũng phải chia cho tôi 1/4 chỗ đó, tức là 1 cái hũ trong 4 cái nhà anh đào được. Lão Bằng hơi ngạc nhiên. Sao thầy biết là 4 góc của mảnh đất nhà con lại có cái hũ gì ạ? Có phải kho báu không thầy? Thầy Hoàng đáp. Thiên cơ bất khả lộ. Nếu mà nói cho anh thứ gì đó, e rằng anh có lật tung cả mảnh đất này cũng không thấy cái gì đâu. Tôi nghĩ năm xưa các cụ nhà anh cũng biết có điều đó, mới mua mảnh đất này. Nhưng khi đào lên cũng không thấy gì, là vì duyên chưa tới. Nhưng đến đời anh thì tôi thấy duyên đã tới rồi đó. Anh dặn vợ anh làm thịt con gà và đổ mâm xôi để cúng 4 cái hũ đó đi. Nhớ là khi đào xong, không được mở 4 cái hũ đó ra ngay, mà phải cúng khấn cẩn thận. Nghe rõ chưa? Bằng không là nhà anh sẽ mang quả sát thân đó. Dạ thưa thầy, con biết rồi ạ. Nói xong, lão bảo luôn mụ Liên đi làm thịt con gà và đổ luôn nồi xôi. Còn lão với thằng Khải thì cầm cái móng đi đến 4 góc của thửa đất nhà lão để đào 4 cái hũ như thầy Hoàng dặn. Vì chất đất đồng bằng khá mềm, cộng thêm những chiếc hũ kia đều là những đồ dễ vỡ, nên hai bố con lão Bằng đào cẩn thận lắm. Do vậy, từng chiếc hũ được bố con lão đào lên đều còn rất nguyên vẹn và trông còn khá mới. Đào xong, lão vui mừng gọi thầy Hoàng. Thầy Hoàng ơi, con đã đào được cả 4 cái hũ nguyên vẹn rồi đây này thầy. Thầy Hoàng cũng tò mò không kém, đi ra chỗ bố con lão Bằng để xem 4 cái hũ ấy như thế nào. Khi trông thấy 4 cái hũ đó, thầy phải thốt lên. Đúng là tạo hóa, tạo hóa, thật là tuyệt. Anh với cháu nhanh chóng lấy cái bàn và đặt những cái hũ này giữa sân cho tôi. Đừng có mở vội, bao giờ có đủ lễ vật cầu thần linh thì mới mở được. Bố con nhà lão Bằng đặt 4 cái hũ ở cái chõng tre và đi lấy cái bàn theo lời thầy Hoàng dặn. Còn thầy nhìn 4 cái hũ như bị thôi miên. Tình xảo quá, tình xảo quá, bảo vật, đúng là bảo vật. Đúng như lời thầy Hoàng nói, 4 cái hũ ấy làm bằng gốm được tráng một lớp men ngọc màu xanh dương. Bên ngoài mỗi hũ đều có một con rồng nổi uốn quanh được trang trí vô cùng tinh xảo. Quả thật, những chiếc hũ này chỉ có những người thợ tay nghề cao mới có thể làm ra được. Sau khi bố con lão Bằng kê bàn xong, 4 cái hũ được đặt trên cái bàn. Dưới ánh nắng, 4 cái hũ ấy càng tỏa sáng long lanh, giống như những báu vật chỉ có trên trời mới có vậy. Lão Bằng lên tiếng. 4 cái hũ này có niên đại cũng khá lâu rồi phải không thầy? Thầy Hoàng tấm tắc. Anh nói đúng lắm. 4 cái hũ này có niên đại từ thời nhà Lê Trung Hưng. Ông nhìn kỹ con rồng xem, tinh xảo và hoa văn như thế này thì chỉ có thời đó mới làm được thôi. Kỹ thuật làm gốm như thế này đã bị thất truyền từ rất lâu rồi. Phải nói nhà ông rất có phúc đấy. Tuy nhiên, gia đình ông không thể sử dụng 4 cái hũ này,
mà chỉ có thể sử dụng những thứ bên trong thôi. Thầy Hoàng nói đến đây, lão Bằng thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao gia đình chúng con không thể sử dụng được ạ? Thầy Hoàng đáp: Tôi sẽ dùng ba cây hũ để thu phục ba cây vòng đằng bám theo anh. Còn một cây hũ là của tôi mà. Lão Bằng thoáng chút không vui, nhưng nghĩ là dùng để bắt vòng thì cũng có thể chấp nhận được lý do này. Hơn nữa trong các hũ kia, lão cảm nhận được những thứ trong đó khá nặng, nên cũng không nài nỉ thầy Hoàng. Lão nói: Vâng, mong thầy giúp gia đình con, như thế vợ chồng con biết ơn lắm rồi ạ. Sau khi mụ Liên đã chuẩn bị xong xuôi một bàn lễ theo yêu cầu của thầy, thầy Hoàng bắt đầu mặc áo đạo bào màu vàng có hình bát quái sau lưng và thi hành lễ để xin với thần linh có thể mở được những cái hũ. Sau khi thầy cúng khấn xong, những mùi lạ bắt đầu bốc lên. Lúc đầu không để ý, nhưng càng về sau mùi càng nặng. Thì ra đó chính là mùi gà, mùi xôi đều bị ôi thiêu, làm cho cả lão Bằng không khỏi ngạc nhiên. Thầy Hoàng giải thích: Lễ vật của gia đình anh chị đã được thần linh chứng rồi. Bây giờ đem xôi và gà chia làm 4 phần, cho vào 4 cái hố vừa đào những cái hũ lên đi. Anh chị làm nhanh lên, về còn mở hũ. Làm theo lời thầy Hoàng dặn, chỉ một loáng là vợ chồng lão Bằng đã chôn xong mọi thứ và tập hợp trước cái bàn lễ để chờ thầy mở hũ gớm. Giây phút chờ đợi làm cho cả ba người nhà lão Bằng cảm nhận như thời gian ngừng trôi, ba trái tim đập lên liên hồi. Và rồi thầy Hoàng mở từng hũ một, châu báu trong đó phát ra những thứ ánh sáng thật vi diệu, lung linh, huyền ảo, làm lóa mắt tất cả 4 người. Sau khi mở xong 3 cái hũ, thầy Hoàng đổ ra và nói: Vàng bạc châu báu ở đây, gia đình anh có thể lấy hết. Tuy nhiên như tôi đã nói, tôi sẽ lấy cái hũ thứ tư, còn 3 cái hũ không thì dùng để thu phục những cái vòng kia. Riêng về cái hũ thứ tư, tôi là người tu hành hành thiện giúp đời, nên tôi nhờ ông bà giữ giùm tôi, đến khi có việc thì sẽ dùng đến. Theo như tôi quan sát các chòm sao ở đây, đúng 2 tháng nữa ở mạng Ninh Bình sẽ có địa phương bị lục lội. Tôi muốn anh chị dùng cái hũ này để tôi cứu giúp mọi người. Đây chính là hành thiện tích đức, tốt cho cả tôi và tốt cho cả anh chị. Tối nay vào giờ tí, tôi sẽ mang theo 3 cái hũ kia ra mộ của gia đình ông Thuận để làm phép cho cả 3 người nhà họ vào đây. Mọi người yên tâm, không ai phải đi theo tôi cả. Lão Bằng ngạc nhiên hỏi lại: Thầy chưa từng ra mộ của gia đình đó thì sao biết được ạ? Thầy Hoàng vui vẻ trả lời: Ông coi thường ta quá rồi đấy. Là bàn trong tay ta sẽ tìm được. Lấy danh dự của ta đảm bảo, ngày mai nhà anh sẽ thay đổi sinh khí, không còn u ám như bây giờ nữa. Nghe thầy Hoàng nói vậy, vợ chồng lão Bằng cũng gật gù yên tâm. Trong mắt họ còn ánh lên niềm vui sướng vì nhờ có thầy Hoàng mà nhà họ còn được một công đôi việc. Với tài phép của thầy thì tiêu diệt những oan hồn kia dễ như trở bàn tay. Quan trọng hơn nữa, với số ngọc ngà châu báu kia, gia đình nhà lão Bằng sẽ sống cả một đời sung sướng, không phải lo cái ăn, cái mặc. Rồi đời đời kiếp kiếp, gia đình nhà lão sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý. Cứ nghĩ tới đó thôi là lão Bằng đã thấy cuộc đời không đối xử bạc bẽo với lão rồi. Sau khi ở nhà lão Bằng gần một ngày, thầy Hoàng gói ghém 3 cái hũ một cách cẩn thận và từ biệt gia đình nhà lão Bằng. Lúc đó cũng tầm hơn 10 giờ tối để ra nghĩa địa thu phục những bóng ma nhà ông Thuận. Mặc dù mong muốn của gia đình lão Bằng là sau khi thầy Hoàng thu phục xong những hồn ma đó thì sẽ về nhà lão tổ chức một buổi gọi là cúng cáo với gia tiên đã phù hộ cho nhà lão có được vàng bạc châu báu. Nhưng thầy Hoàng khéo léo từ chối, vì theo thầy giúp người là giúp mình chứ không phải để nhận ơn.
Con đường từ nhà lão Bằng ra đến nghĩa địa dưới ánh trăng vàng vọt vào cái giờ đó, chỉ có mình thầy Hoàng đi trên đường. Nếu ai bất giác nhìn thấy thầy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là ma. Đi được tầm khoảng 30 phút cũng đã gần tới 11 giờ khuya, tức là sắp tới giờ tí, thì thầy Hoàng đã đến nghĩa địa của làng tôi. Thầy lấy trong túi ra ba cái la bàn hình tròn có hình bát quái ở giữa và dùng lực của hai ngón tay để ấn vào đó. Cái la bàn quay tít và chỉ thầy Hoàng đến ba ngôi mộ của nhà ông Thuận. Ba ngôi mộ này được chôn khá biệt lập so với các ngôi mộ khác, vì dù gì trước khi chết, gia đình ông Thuận đang chịu án nên không được đặt chung với các ngôi mộ khác. Đó chính là sự phân biệt giữa người không có tội với người mang trọng tội. Khi tìm thấy được ba ngôi mộ, thầy Hoàng sắp đặt hành lý của mình cẩn thận để bên cạnh, rồi mặc trên mình đạo bào và đốt ba nén nhang thắp lên ba ngôi mộ, lầm khầm khấn vái. Bỗng nhiên dưới ánh trăng vàng vọt, một cơn gió lạnh thấu xương xuất hiện, khiến cho thầy Hoàng rùng mình. Nhưng vì là người tu đạo nên thầy nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ba cái bóng trắng bắt đầu đội mộ xuất hiện trước mặt thầy Hoàng. Thấy vậy, thầy lùi về sau khoảng 3 bước, dường như không muốn để âm khí ám lấy cơ thể của mình. Ba cái bóng đó không ai khác, chính là gia đình nhà ông Thuận. Tóc họ xõa dài, che một nửa khuôn mặt. Khuôn mặt thì trắng bệch, mắt thì lồi ra, miệng thì mở rộng đến mang tai, trông hết sức quỷ dị. Những bóng trắng đó bắt đầu khóc. Tiếng khóc não nề và kêu lên những tiếng như vọng về từ cõi âm u. Hoàng Hoa, Hoàng Hoa, ta muốn rửa hoàng, ta muốn báo hoàng. Thầy Hoàng mặt không biến sắc, lên tiếng. Gia đình anh chị không nhận ra em sao? Em là Hoàng đây. Một cái bóng hình như là của ông Thuận trần tình. Chú Hoàng ơi, gia đình anh chị chết hoang quá. Thằng Bằng là cái thằng cầm thú. Anh chị chết rồi mà không báo oán được nó. Lúc này nước mắt của thầy Hoàng cũng đã rơi xuống. Em đi chu du khắp nơi, khi nghe tin anh chị bị chúng nó hàm oan thì quá muộn rồi. Đối với em, anh chị như là người tái sinh ta lần thứ hai vậy. Chỉ hận là không thể giết chết hết bọn chúng để trả mối thù này, để báo đáp công ơn anh chị. Năm xưa, giữa cảnh chết đói cận kề, nếu không có anh chị thì không có thầy Hoàng ngày hôm nay. Một bóng ma khác lên tiếng, có lẽ là của bà Thuận. Anh chị chưa bao giờ trách chú cả. Anh chị biết chú có chí hướng riêng của mình là hành thiện giúp đời. Vì thế, anh chị luôn quý mến chú và coi chú như em út ở trong nhà. Đừng tự trách móc mình mà ảnh hưởng đến dưỡng khí. Mặc dù tính ra cũng chỉ hơn kém nhau 10 tuổi, nhưng bóng ma của chú sinh vẫn thể hiện sự kính trọng đối với thầy Hoàng. Chú Hoàng ơi, gia đình cháu biết nỗi khổ tâm của chú, nhưng người sống thì vẫn phải sống. Chỉ mong rằng kẻ làm việc ác sẽ phải trả cái giá thật đắt, thì gia đình cháu mới có thể ngậm cười để chín suối. Vong ông Thuận lên tiếng. Chúng ta là oan hồn, rất muốn trả thù, nhưng nhà thằng Bằng đó có người che chở nên chúng ta không làm gì được. Đến cả vào nhà đó cũng bị thần giữ cửa ở đó ngăn cản. Âm giới cũng có luật lệ riêng, gia đình ta mà làm trái thì sẽ bị hồn siêu phách tán, muôn kiếp không thể siêu sinh. Còn cái thằng Khánh vu cáo nhà ta, mệnh của nó cũng đã hết, xuống âm ti bị giam cầm tra tấn cũng là thỏa mãn gia đình ta phần nào.
Nghe thấy thế, thầy Hoàng đáp lại: anh chị yên tâm, em biết được anh chị và cháu không thể trả thù được, nên em phải dùng kế điều hổ ly sơn để dụ hắn ra khỏi hàng mà tiêu diệt. Mảnh đất nhà nó chôn bốn hũ châu báu để trấn yểm bảo vệ con cháu, nên ma quỷ không thể vào mảnh đất đó được. Nhưng em đã dùng kế để chúng đào lên rồi, còn số mạng nhà chúng nó thì còn phải để ông trời quyết định. Chỉ cần nửa lòng tham lam thôi là chúng sẽ bị vòng mạng. Nghe đến đây, cả ba cái bóng quỳ xuống cảm ơn thầy Hoàng. Thấy vậy, thầy Hoàng cũng quỳ xuống: anh chị và cháu đừng có làm như vậy. Năm xưa anh chị đã tái sinh em lần thứ hai, đó là công lao trời bể, xin đừng làm như vậy. Nếu không, tội bất nghĩa của em không rửa nổi. Hơn nữa, kể cả đối với người bình thường, em cũng sẽ giúp họ báo thù. Bốn cái bóng đứng dậy, nhưng họ không chạm vào nhau vì âm dương là cách biệt. Gặp lại bây giờ đã là quá muộn so với một đời người, nhưng so với tình cảm họ dành cho nhau thì chưa bao giờ muộn cả. Năm xưa, cũng vì lòng nhân hậu, ông bà Thuận đã cứu sống cậu bé 12 tuổi do đói quá nằm lả ở bên bờ sông Hồng chờ chết. Cậu bé đó chính là thầy Hoàng bây giờ. Sau bao nhiêu năm chu du lên vùng núi về vùng đồng bằng, cậu bé Hoàng đã được truyền dạy pháp thuật để hành thiện giúp đời, nhưng chưa bao giờ cậu quên cái ơn của ông bà Thuận và nhận họ làm anh chị nuôi. Biết anh chị bị hàm oan, bản thân thầy Hoàng cũng muốn giúp lắm, nhưng đó không phải là việc trừ tà ma nên đành bó tay. Hơn nữa, thầy Hoàng cũng là người giỏi tướng số, nên biết được số mệnh gia đình anh chị mình sẽ bị chết oan, nên không thể cưỡng cầu làm trái theo ý trời được. Họ nhìn nhau trầm ngâm một lúc, thì thầy Hoàng cung kính thưa: dạ thưa anh chị, trước khi đến đây, em đã lấy được 3 cái hũ vô cùng tinh xảo từ nhà của lão Bằng, nên em mong anh chị có thể vào đây rồi em gửi lên chùa cho anh chị nghe kinh để sớm ngày siêu thoát. Đây là những cái hũ hấp thụ linh khí trời đất, sẽ giúp anh chị siêu thoát nhanh thôi. Mong anh chị tạm bỏ oán hận hồng trần để số trời định đoạt mà bước vào vòng luân hồi siêu sinh. Đây có lẽ là việc làm duy nhất em có thể làm cho gia đình anh chị vào lúc này thôi. Bóng ma của ông Thuận lên tiếng: chú nói đúng, cưỡng cầu cũng không thể được. Chúng ta cũng chỉ là những oan hồn, không thể làm được gì, đành phải theo ý trời vậy. Ác giả ác báo, chỉ mong kiếp sau lại có thể tiếp tục làm việc nghĩa giúp đời thôi. Chúng tôi đồng ý vào những cái hũ này, mong chú giúp cho. Vâng, em làm ngay. Nói xong, thầy Hoàng lấy 3 cái hũ ra và mở nắp. Dưới ánh trăng, 3 cái hũ phát sáng màu xanh dương, càng làm cho khung cảnh ở nghĩa địa trở nên huyền ảo. 3 cái bóng như những cơn gió chui vào từng cái hũ để trú ngụ. Thầy Hoàng thấy vậy thì hài lòng lắm và đậy nắp lại. Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy lại tiếp tục bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Và 3 hồn ma nhà ông Thuận sẽ được thầy gửi nơi cửa Phật nghe tiếng kinh để sớm siêu thoát. Thầy Hoàng nghĩ mình sẽ quay lại mảnh đất này, nhưng không phải là ngày mai, mà sẽ là một ngày gia đình của lão Bằng lụi bại. Sau cái ngày đào được châu báu, nhà lão Bằng phất lên nhanh chóng. Lão đi đâu cũng dương dương tự đắc, vì mình vừa có tiền vừa có quyền nên không ai dám động vào lão. Dường như đối với lão bây giờ, cái chức vụ chủ tịch xã lão làm chỉ để cho vui thôi, để cho mọi người thấy lão vẫn còn đang làm việc công và là công bộc đầy tớ của nhân dân. Đặc biệt, sau hôm được thầy Hoàng trấn yểm mộ của gia đình ông Thuận, lão chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ, mọi việc cứ êm xuôi đi qua. Lão ăn ngon ngủ kỹ, chẳng phải bận tâm cái điều gì. Mụ Liên từ ngày có nhiều tiền thì quần là áo lụa,
không còn cái vẻ lam lũ như ngày nào. Nhưng cái thân hình phớp pháp của mụ thì vẫn không thay đổi. Còn thằng Khải thì có vẻ học hành khấm khá hơn so với trước, được cô giáo chủ nhiệm khen suốt. Chỉ mỗi tội là cái tính nghịch ngợm của nó vẫn chưa từ bỏ được. Đúng như lời thầy Hoàng nói, cha ông đã để lại cho gia đình lão Bằng một mảnh đất đúng thế hổ ngồi, cứ thế ăn trên ngồi chốc mà hưởng thụ. Trong bụng lão nghĩ, nếu không phải cách mạng đã thắng lợi thì lão cũng liệt vào hàng địa chủ rồi. Lúc đó có tiền thì ăn chơi thoải mái, chẳng cần giữ kẻ như bây giờ. Bất giác lão lại nghĩ đến những hồn ma bóng quế gia đình nhà ông Thuận. Nhưng nó vĩnh viễn không còn nữa, vì có thầy Hoàng cao tay trấn yểm thì chỉ có kê cao gối mà ngủ. Đợt này tự dưng lão lại muốn có thêm con, cũng vì thằng Khải lớn quá mà lão thì thèm con đàn cháu đóng. Nhưng mụ Liên với thân hình to như hộ pháp ấy, có vẻ việc đẻ đối với mụ là hơi quá sức thì phải, nên mụ cũng chẳng mặn mà với kế hoạch của lão. Mỗi lần bàn kế hoạch đẻ là mụ lại gạt phắt đi. Tôi thấy cái nhà này chẳng thiếu cái gì, con cái thì cũng chỉ cần thằng Khải thôi, đẻ làm gì cho nhiều. Lão Bằng cố gắng nài ép. Cố gắng đẻ cho thằng Khải nó có anh có em, với lại thêm đứa nữa, chẳng phải vui nhà vui cửa à? Mụ Liền bắt đầu hắng giọng. Tôi nói không là không, dứt khoát là không. Thế là lão đành phải lủi thủi đi chỗ khác, chán chẳng buồn nói chuyện thêm với mụ Liền nữa. Dù gì lão cũng là chủ tịch của một cái xã, mà vợ cứ nói cái gì là phải nghe răm rắp. Lão thấy nhục lắm, nhưng biết làm sao được. Như cái đợt này có ít tiền, lão bàn với vợ định xây lại căn nhà cho thật sự khang trang một chút. Mặc dù so với những nhà ở làng, ở xã tôi, nhà lão cũng thuộc vào hàng đẹp rồi. Nhưng tính của lão thì thích khoa trương, muốn nhà lão ở phải to và rộng rãi hơn. Nghe thấy thế mụ Liên nói luôn. Bây giờ có tí tiền, không biết ăn dè ra mà sống, đến lúc thất bát chẳng có cái gì đổ vào mồm. Ông xây nhà to như thế, dân người ta thắc mắc hỏi tiền ông lấy ở đâu thì ông trả lời làm sao? Lão Bằng cãi lại. Thế mẹ nó nói xem, vàng bạc đầy ra đấy, cứ để một chỗ làm sao được? Mụ Liên nói luôn. Tiền đó ông mua sắm vào cái nhà thì thoải mái, tuyệt đối đừng có khoa trương quá. Rồi đến đời thằng Khải nữa, cũng phải dành dụm cho nó nữa chứ. Cuộc sống nhà lão Bằng phất lên nhờ đào thấy vàng bạc châu báu, nhưng cũng chỉ giàu ngầm thôi, không dám công khai. Vào cái thời đó, việc tự dưng giàu đột xuất tất nhiên là có vấn đề rồi, nên những lời mụ Liên nói không phải là không có lý. Lão Bằng lại nghĩ đến mụ Đào. Cũng đã lâu rồi lão không đến thăm mụ. Mấy lần gặp mụ ở đường, mặt cứ hết lên, chẳng thèm nhìn lão. Lão nghĩ, hay là mình nhờ mụ Đào đẻ cho mình đứa con vậy? Con đấy ngon nghẻ, chắc nó dễ đẻ lắm. Thế là lão nghĩ kế để có thể vụng trộm với con mụ Đào đêm nay. Việc này cũng khiến lão khá đau đầu, vì bây giờ đi qua đêm nó phải có cái cớ đàng hoàng, không thì con mụ Liên béo nó xẻo thịt, thậm chí nó cắt bố cái con cũ lẳng thì mất cái để mà làm ăn. Bỗng dưng lão vỗ đùi một cái đét. À thôi đúng rồi, bây giờ mình xung phong một tuần trực hai buổi tối ở xã, để cho cái lão hán ở nhà, lão chẳng thích quá. Mình mà đi trực thì con mụ béo kia có biết đằng trời, dành chính ngôn thuận quá rồi còn gì. Nói là làm. Ngay buổi chiều hôm ấy, lão thương lượng luôn với ông hán phó chủ tịch xã. Thôi, tôi thấy anh năm nay cũng đã có tuổi rồi, tôi nghĩ cái việc trực đêm đi lại vất vả cho anh quá. Từ tuần này tôi sẽ trực cho anh, anh cứ ở nhà với chị và cháu đi, mọi việc cứ để tôi lo. Như không tin vào tai mình, ông hán phó chủ tịch hỏi lại. Anh không nói đùa tôi đó chứ? Nói thật với anh chứ, là nhiều lúc đi lại khó khăn quá, tôi cũng thấy nản. Nhưng là việc công, cũng đành phải cố thôi đồng chí chủ tịch xã. Lão Bằng mừng ra mặt. Cứ thế nha, anh cứ nghỉ ngơi ở nhà đi,
còn tôi sẽ trực thay cho anh. Về đến nhà, lão báo cáo ngay với mụ Liên là từ nay lão sẽ trực ở xã một tuần hai buổi tối vào thứ ba và thứ năm, nên con vợ ở nhà cứ ngủ, không phải đợi lão làm gì. Mặc dù có tính ghen tuông, nhưng cứ nhắc đến chuyện công thì mụ Liên chẳng bao giờ nghi ngờ lão bằng cả, thậm chí còn ủng hộ lão vì cái danh xưng vợ của ông chủ tịch xã làm cho mụ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Còn về phần lão bằng, lão vào trong buồng lấy ít tiền giấu ở trong tủ mà lão đã chuẩn bị sẵn, không để cho mụ Liên biết, để vào trong túi sâu của quần và nở nụ cười đắc ý. Đào ơi là Đào, tối nay xem em có thoát khỏi tay của anh không. Đúng là cuộc đời ăn vụng lúc nào cũng sướng hơn ăn công khai, và lão Bằng là một người như vậy. Thật ra lão cũng đã chán ngấy cái miếng mỡ lợn rồi, nhưng mà bỏ mụ Liên thì lão chẳng còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa, nên cứ để mọi chuyện theo tự nhiên, không thể hiện mình là người chán vợ hay đại loại muốn lấy vợ khác cả. Đêm hôm ấy, vào ngày gần cuối tháng không có trăng, chỉ có mấy ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời, lão đạp con xe huyền thoại của lão lần mò vào nhà mụ Đào. Cũng như mọi lần, lão giấu xe đằng sau nhà mụ Đào và kêu tiếng tắc kè vọng vào trong. Mụ Đào nghe thấy, biết là lão Bằng đang đến tìm mình, bởi vì mặc dù cũng có kha khá nhân tình, nhưng mỗi người một tín hiệu riêng, nên mụ biết tiếng tắc kè đó là lão Bằng. Mụ nói vọng ra: "Nhà không có ai, vào đi." Cũng chỉ chờ có thế, lão Bằng nhảy bổ vào hôn lấy hôn để mụ Đào. Thấy khó chịu quá, mụ đẩy lão ra: "Tưởng quên con này rồi chứ, hôm nay con mụ béo nó cũng cho qua đây cơ à." "Quên là quên thế nào được, dạo này anh bận, lúc nào anh chẳng nghĩ đến đàn ấy." "Thôi đi, sợ vợ thì nói sợ vợ đi, còn mày đặt hoàn cảnh." Lão Bằng vừa nói vừa giơ mấy đồng bạc ra. "Anh nói thật, anh bận mà. Có mấy đồng bạc á, em cầm lấy mà mua gạo mua thịt nè." Nhìn thấy tiền là mắt mụ sáng lên, giật lấy luôn và bắt đầu buông lời ông bướm. "Người ta chăn đơn gối chiếc, hằng đêm cũng nhớ đàn ấy lắm chứ, mà chẳng có thèm lơm rơm người ta, buồn quá cơ." Nói rồi mụ bắt đầu cởi cái áo ngoài ra, chỉ mặc cái yếm đào để lộ bầu ngực căng tròn như mời gọi lão. Lão Bằng lúc này không chịu được nữa, thổi tắt ngay ngọn đèn dầu đang sáng leo loét ở nhà mụ Đào và bế thóc mụ lên giường. Hai người bắt đầu chìm đắm trong cơn thiên đường ngây ngất. Lão Bằng đang cảm thấy thỏa mãn cơn thèm khát, vì bấy lâu bên cạnh mụ Liên, ngoài việc mụ béo ra thì mụ còn có mùi mồ hôi dầu đặc trưng. Cứ nghĩ đến cái mùi đó là lão chực nôn. Bây giờ có tiền rồi thì lão sẽ đến với mụ Đào thường xuyên hơn. Đây sẽ là nơi giải khuây cho lão sau những ngày sống với con mụ béo kia. Nghĩ đến đây, lão nhếch mép cười một cái đầy thỏa mãn. Mụ Đào đang nằm ở dưới thì giục lão: "Nhanh lên đi anh, em không chịu nổi nữa rồi." Đang đến đoạn cao trào thì bất giác lão nhìn ra cửa sổ, thấy một bóng người đang đứng trước cửa sổ nhà mụ Đào, hai tay cầm vào hai song cửa, người thì đen thùi lùi, đang được con mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào cảnh làm tình của lão và mụ Đào. Rồi nó nở một nụ cười quỷ dị không phát ra tiếng, để lộ ra hàm răng trắng ẩn lởm chởm cái có cái không. Lão Bằng sợ quá giật giật mụ Đào và chỉ ra hướng cửa sổ. Thì mẹ ơi, mụ Đào hét lên: "Má!" Lão Bằng vội bịt mồm mụ lại: "Muốn cho cả làng cả xã không biết hả?" Không hiểu từ lúc nào mà lão lại bạo gan như vậy. Có cảm giác như lúc này lão đang rất bình tĩnh. Hai người vội mặc lại quần áo và mặc kệ ngoài kia là người hay là ma, vì bây giờ hồn vía lên mây rồi, chẳng còn tâm trí nào làm chuyện ấy nữa. Bóng người kia bỗng cất tiếng cười hùng hục.
Nợ máu phải trả bằng máu. Quan có đầu, nợ có chủ. Quan có đầu, nợ có chủ. Tiếng cười xoáy sâu vào tâm trí của lão và mụ đào, khiến cho hai người ú ớ không nói được câu gì. Mọi thứ xung quanh như ngưng động lại, khiến cho không gian càng lúc càng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Loãng một cái nhìn ra cửa sổ, cái bóng kia đã biến mất. Lúc này hai con người đó mới hoàn hồn và thở hổn hển như con lợn bị sổng chuồng. Lão Bằng sợ quá, tái hết mặt đi. Thôi tôi về đây, vừa rồi chắc là ma đây, sợ quá. Mộ Đào bực mình nói, đúng là chẳng được nước mẹ gì, lúc khó khăn lại bỏ con này ở đây một mình. Đàn ông các người đúng là lũ khốn nạn. Bây giờ không về mà còn ở đây, ngày mai dân họ chẳng đưa tôi lên đài truyền thanh xã. Thế nha, lúc khác đi, tôi đi đây. Vừa nói, lão vừa đi ra ngoài đằng sau lấy cái xe đạp phóng luôn về Ủy ban Nhân dân xã, không ngoái lại đằng sau một lần nào nữa. Tự dưng lão nghĩ đến tới lời con ma kia nói, nợ máu phải trả bằng máu, quan có đầu, nợ có chủ. Không đúng, thầy Hoàng đã trấn yểm rồi cơ mà, làm sao có chuyện ma quỷ lại trêu mình được. Hay là nó nói cái con mụ kia. Lúc này lão cảm thấy đau đầu quá, không chịu nổi nữa, đành vào phòng của mình vặn hết cỡ cái đèn măng sông cho sáng và nằm nhừ ra giường. Mọi thứ trong đầu của lão dường như vẫn đang đảo lộn. Trong tâm trí của lão vẫn nhớ như in cái tiếng cười khùng khục kia. Lão cảm thấy quá mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay. Sau cái đêm đó, lão Bằng cũng không còn dám qua lại nhà mụ đào nữa, vì cứ nghĩ đến cảnh có con ma ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cảnh lão và mụ đào lầm tình là lão đã sởn hết cả gai ốc, chẳng thiết làm gì nữa. Thôi, lão cũng cạch đến già, đi đêm lắm có ngày cũng gặp ma, các cụ nói không có sai bao giờ. Bây giờ lão tự hứa với mình phải thật gương mẫu trước mặt mọi người, không thể để mấy cái tin đồn về lão ngày xưa làm ảnh hưởng tới hình ảnh chủ tịch của lão. Thế rồi lão tỏ vẻ là một người quan tâm đến nhân dân, nên ngày nào cũng xuống các tổ đội sản xuất để động viên mọi người. Trước mặt lão thì mọi người đều tươi cười, vui vẻ trước những hành động thân thiết đến mức quá lố của lão. Như các anh chị phải cố vượt kế hoạch sản xuất nha, phải chung lần đấu cực để xây dựng xã mình giàu đẹp. Hoặc là làm việc tích cực cũng phải quan tâm đến sức khỏe bản thân, không ngã bệnh là khổ đấy. Tôi luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho bà con cố lên. Nhưng đằng sau lưng lão thì mọi người đều rỉ tai nhau bằng những câu nói kiểu như cái lão ăn cần sắt ỉa ra cần đình, kẹt sĩ nhất cái xã này không ai bằng lão. Ôi trời ơi, cái loại chủ tịch này á chỉ ăn chặn là giỏi thôi. Đó là những ngày làm chủ tịch xã của lão Bằng. Lão cảm thấy oai lắm, nhưng đâu biết rằng những ngày tháng tai họa đang chờ gia đình của lão ở phía trước. Vào một ngày giữa tháng 8 dương lịch, không khí của miền Bắc lúc đó tự nhiên trở nên căng thẳng, không phải do cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra quyết liệt. Vì khi đó, nhiệm vụ đánh đuổi đế quốc Mỹ được coi là nhiệm vụ thường xuyên rồi. Mà do ở đây, đó chính là cơn bão số 4, được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vào 50 năm trở lại đây. Dự báo gió giật mạnh cấp 12, kèm theo cả mưa lớn, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh. Thế là mọi người bắt đầu làm công tác chèo chống nhà cửa để khắc phục những thiệt hại mà bão có thể gây ra. Vì thời đó, chủ yếu nhà thì làm bằng tường vôi, lại lợp mái bổi, hiếm lắm mới có nhà nào được lợp bằng ngói. Ở làng tôi cũng vậy, mọi người bắt đầu thi nhau chèo chống từ nhà ở đến các công trình công cộng của làng, của xã. Có thể nói, công tác chống bão diễn ra sôi nổi lắm, nhưng trong lòng ai cũng chứa đựng những tâm trạng lo âu, vì nếu bão có đổ bộ vào quê tôi
thì chắc chắn mọi người sẽ sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất, lang thang khổ sở. Mấy ngày đó, để thể hiện là người chủ tịch xã có trách nhiệm, lão Bằng cũng chăm chỉ đi đôn đốc bà con nhân dân đi chèo chống. Nhưng đó chỉ là cái bề ngoài thôi. Khi về nhà, lão lại lăn kềnh ra ngủ, sống chết mặc bay. Vì nhà của lão, mặc dù từ thời cha ông để lại, cũng có thể coi là vô cùng kiên cố, và cũng được mấy anh dân quân chằng chịt cho khá là cẩn thận, nên việc thiệt hại đối với nhà lão cũng chẳng thấm tháp gì so với số của cải mà lão đang có trong tay. Thế rồi Bảo về, nhưng Bảo lại không về quê tôi, mà nó hơi chệch hướng sang vùng Ninh Bình. Mà thiệt hại nặng nề nhất đó chính là huyện Kim Sơn, vì nơi đó được coi là trung tâm của Bảo đi qua, nên xảy ra những thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Đặc biệt vì lượng mưa quá nhiều nên các con đê ở những con sông lớn của huyện đã không thể chịu được sức ép của nước, đã vỡ ra một đoạn khá dài, khiến cho nước ngập lên láng khắp huyện. Mọi người đúng là phải sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất, đúng như dự đoán. Ngày ấy, việc sản xuất mì tôm còn hạn chế, không như bây giờ, nên việc tích trữ lương thực chủ yếu là gạo, ngô, khoai sắn. Trong những ngày cùng cực đó, người dân chủ yếu sống trên những nóc nhà để chờ nước rút. Và đương nhiên những vật nuôi, những hoa màu do cơn bão gây ra thiệt hại là vô cùng lớn. Những xác chết của gia súc, gia cầm cứ trôi nổi giữa dòng nước lũ, trong cảnh tượng thật là tang thương. Thế rồi nước lũ sau bão ở đây cũng rút, nhưng hậu quả nó để lại không thể đếm xiết. Cả huyện như chìm vào trong màn đêm u tối. Biết bao nhà đã phải mất người thân trong cơn bão lịch sử năm ấy. Tiếng khóc ai oán đã vang lên cả một góc trời. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhà nước phát động phong trào tương thân tương ái để cứu giúp đồng bào vùng đất Ninh Bình nói chung và huyện Kim Sơn nói riêng. Nơi nơi, nhà nhà đã thi đua thực hiện phong trào hũ gạo tiết kiệm, đã tạo thành một làn sóng để giúp những người con của huyện Kim Sơn vượt qua khó khăn. Ở xã tôi cũng vậy, phong trào hũ gạo tiết kiệm cũng được mọi người hưởng ứng và thực hiện sôi nổi. Riêng đối với lão Bằng chủ tịch xã, cảm thấy nhờ ơn trời nên cơn bão đã không đổ bộ vào quê tôi. Chứ có thì lão khối việc phải làm. Thấy mọi người đang thực hiện phong trào hũ gạo tiết kiệm, gia đình lão cũng tham gia, nhưng chỉ hời hợt cho có thôi. Chứ lão lúc nào chẳng ông ổng nói với vợ con: "Cứu chữa cái gì? Đầy đàn đói nhăn răng ra đây này, ủng hộ hết á, có mà cặp đất ra mà ăn hả? Bão lũ là việc của trời thì phải để ông trời ông cứu chứ." Dường như nghe thấy lão nói vậy, mụ liền có vẻ thấy cũng hợp ý mình. "Ôi trời ơi, dân khổ thì đã có nhà nước lo, liên can gì đến gia đình của mình. Những lúc mình khổ á thì ai lo cho mình?" Chứng kiến những câu nói vô tâm của bố mẹ, thằng Khải bực mình quá, nó đứng dậy. "Bố mẹ nói vậy là sai rồi. Cô giáo con vẫn dạy tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no." Vợ chồng lão Bằng há hốc mồm ngạc nhiên, vì thằng con mình mới tí tuổi đầu đã nói được những đạo lý ở đời như người lớn. Nhưng hai vợ chồng lão thì không nghe vào. Lão điên quá, cầm cái chổi giơ lên định đánh cho thằng Khải một cái, thì nó đã chạy mất dép ra ngoài cổng. Lão lẩm bẩm: "Địch mẹ nó, con phải trả cái, chẳng được cái tích sự gì. Chỉ được cái hốc mà cãi lời bố mẹ là giỏi à. Rồi mày về đây, ông đánh cho mày tuốt xác." Như chợt nhớ ra điều gì, mụ liền mới giật tay chồng nói nhỏ: "Này, tôi bảo này, cái chuyện cái hũ châu báu thứ tư ông còn nhớ không?" Lão Bằng hơi ngạc nhiên đáp lại: "Tất nhiên là nhớ rồi, sao lại không nhớ được cơ chứ. Của một đống, không nhớ có mà cho người khác à. Mà sao tự dưng bà lại hỏi tôi cái chuyện đó?" Mụ liền nhìn ra ngoài với ánh mắt bí hiểm và nói nhỏ với chồng: "Ông không nhớ chuyện thầy Hoàng hả? Trước khi ông rời đi, ông chẳng nói sẽ có một nơi của một vùng đất Ninh Bình sẽ gặp thiên tai à? Ông ấy gửi cái hũ vợ chồng mình để khi nơi đó xảy ra chuyện thì đi quyên góp ủng hộ à. Giờ ông tính sao? Có làm như lời thầy Hoàng nói không?" Trầm ngâm một lúc thì lão Bằng cũng lên tiếng:
chúng ta phải làm theo lời ông ấy chứ. Đã hứa rồi cơ mà. Nhưng theo tôi nghĩ là chỉ ủng hộ 1/4 chỗ ấy thôi. Còn lại vợ chồng mình sẽ giữ. Ông ấy làm sao biết được. Nghe thấy chồng nói vậy, cảm thấy có lý. Mộ Liên gật đầu ngay. Tôi thấy là lấy vàng bạc châu báu ở đó xong á, thì vẫn nên giữ cái hũ. Tôi thấy cái hũ đó nó quý lắm ạ. Bán đi thì cũng không ít tiền đâu. Thấy mụ vợ nói như vậy, mắt lão Bằng sáng lên. Bà thật thông minh đó. Nếu mà bà không nhắc, có khi là tôi đã đem cái hũ đó đi ủng hộ luôn rồi cũng nên. Trong ngày hôm ấy, lão Bằng lấy đúng 1/4 số vàng bạc châu báu ở cái hũ thứ tư và trực tiếp lên gặp ông chủ tịch mặt trận tổ quốc của huyện để ủng hộ. Việc lão ủng hộ nhanh chóng trở thành cái đề tài nóng trên đài phát thanh của huyện, xã, thậm chí cả Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng về phỏng vấn lão. Nhưng việc khắc phục hậu quả ở huyện Kim Sơn đang diễn ra hết sức chậm chạp, dẫn đến có nhiều người chết đói, nhiều người tha phương cầu thực. Chính quyền huyện đó chỉ ao ước có 4 người như lão Bằng. Nếu có đúng số của cải bằng 4 lần lão Bằng ủng hộ, thì việc khắc phục sẽ nhanh chóng và không có nhiều người chết. Khi nghe cái tin cần thêm 3 phần tài sản như lão đã ủng hộ mới khắc phục được hậu quả mưa bão, thì vợ chồng lão Bằng chột dạ. Lão bảo với vợ, hay là mình ủng hộ hết đi. Mụ Liên gắt gỏng, ông bị điên à, tự dưng lại ủng hộ hết. Trên đời này đâu phải có mỗi mình ông đâu. Mà ủng hộ hết thì phải ủng hộ ngay từ lúc đầu chứ. Ông cứ giữ lại cho tôi, không phải ủng hộ ai cả. Thế là lão ậm ừ đồng ý, nhưng cũng thắc mắc. Nếu thầy Hoàng mà biết chuyện này thì sao? Mụ Liên trấn an. Ông yên tâm đi, việc con ấy bây giờ là đi trấn vong đuổi tà ma, hơi đâu mà đi tìm hiểu việc ủng hộ của ông. Lão Bằng như được lời cởi bỏ tấm lòng, nhưng lão vẫn suy tư lắm, lòng dạ cứ bồn chồn khắp khởi không yên. Không biết có chuyện gì sắp xảy ra với nhà lão hay không. Thế rồi dư âm của cơn bão cũng tan biến, thay vào đó là cuộc sống thường nhật hàng ngày. Từ ngày biết được lão ủng hộ đồng bào bị mưa bão với số lượng của cải lớn như vậy, ai cũng hỏi vợ chồng lão ấy lấy ở đâu ra, thì vợ chồng lão cũng chỉ ậm ừ là do bố mẹ trước khi chết để lại. Đó là số của cải tích góp mấy đời nhà lão. Mọi người cũng có cái nhìn khác về lão, luôn thể hiện sự kính trọng mỗi khi gặp. Dường như trong họ, cái hình ảnh của một ông chủ tịch xã nhếch nhác ngày nào đã không còn nữa, mà đó lại là con người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương mọi người. Sống trong tiền bạc, chức tước và sự kính trọng của mọi người, vợ chồng lão Bằng vui lắm. Hai vợ chồng lão quyết định bỏ ra số tiền lớn để cơi nới cho căn nhà rộng rãi hơn, cho xứng tầm với danh gia nhà ông chủ tịch. Đồng thời xây thêm hàng rào và cái cổng ngăn cách với bên ngoài để tránh trộm cắp để ý, vì biết vợ chồng lão Bằng có của cải nhiều, thì những thằng như thằng Lâm, thằng Vũ là những ông vua móc túi ở bến xe trên tỉnh về quy ẩn giang hồ, chắc chắn sẽ để ý tới. Lão quyết định mua thêm đôi chó mực của nhà ông Hà ở làng bên để trong nhà cho chắc ăn. Vì có tiền nên việc xây dựng của nhà lão Bằng thuê được nhiều công nhân. Chỉ trong vỏn vẹn có 3 tuần, ngôi nhà của lão Bằng đã được sửa to và rộng hơn trước rất nhiều. Hàng rào và cái cổng thì khỏi chê vào đâu được, nó to và đẹp nhất cái xã tôi. Thậm chí nếu đem so sánh với mấy nhà giàu trên huyện thì cái cổng này ăn đứt luôn, không thua kém bất cứ nhà nào. Còn cái sân gạch đỏ thì cứ gọi là đẹp mướt mượt. Vợ chồng lão Bằng vui lắm, lúc nào cũng cười hiếp hết cả mắt. Hôm nay công trình cũng đã xong, vợ chồng lão quyết định mời đám thợ và hàng xóm mấy nhà cạnh tổ chức một buổi liên hoan ra trò. Ngay buổi tối hôm đó, nào là lợn, là gà, là xôi, là rượu và các món ăn đẹp mắt được bày biện lên mời mọi người.
Vào cái thời đó mà được ăn như vậy thì chẳng khác nào đi nhà hàng năm sao bây giờ. Mọi người được ăn uống thỏa thích, tỏ vẻ rất sung sướng. Riêng ông Kiều, thợ cả, thì không ngớt mồm khen. Nhà ông chủ tịch bây giờ cứ gọi là phải đẹp nhất cái huyện này, không ai sánh bằng ạ. Nhà nó phải như vậy chứ. Bà Lan hàng xóm cũng xen vào. Nhà này nó làm rạng rỡ cả cái xã của mình. Ngày trước mấy tên phú hộ địa chủ, nhà cũng đâu có được thế nãy đâu. Như sợ bà Lan nói nhiều quá không hay, Lão Bằng đỡ lời. Bà cứ quá lời à. Nói thế thì tôi khác nào là địa chủ cường hào ác bá ngày nay. Bây giờ mình đã theo cách mạng, không còn cái cảnh người bóc lột người nữa. Nói thế là mang tội đó. Lão Bằng nói xong, cả đám người cười lên tiếng. Có lẽ đã quá lâu rồi họ được ăn uống no say đến thế, nên tỏ ra rất thích thú. Buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi người hàng xóm cuối cùng giúp đỡ nhà Lão Bằng dọn dẹp, lúc đó cũng đã là 10 giờ khuya rồi. Trời sang thu nên vào ban đêm sương xuống, cảm giác khá lạnh. Nên sau khi tiễn người hàng xóm ấy ra về thì đích thân Lão Bằng ra đóng cổng. Nhìn cái cổng gỗ được sơn màu đỏ đẹp mắt, Lão vui lắm. Đúng là trong mơ Lão vẫn luôn mong có được cái cổng như thế này. Khi mà Lão Bằng vừa cài then cánh cổng xong thì thấy một đám người lố nhố, cả già cả trẻ, dắt díu nhau cũng cỡ khoảng 20 người đi qua nhà của Lão. Những cái bóng đen không rõ mặt người, nhưng Lão thấy được quần áo họ lết thết lắm, hình như là còn ướt nhẹp nữa. Vì thấy được những giọt nước mắt chảy tông tổng xuống mặt đường đất trước mặt Lão. Hai con chó mực nhà Lão từ trong nhà nhảy sổ ra, vừa sủa được mấy tiếng thì chúng cũng im bặt, không sủa nữa. Mà thay vào đó, chúng rung cầm cập, lòng dựng đứng hết lên. Lão Bằng lên tiếng. Ai đây? Nửa đêm nửa hôm còn kéo cả đoàn đi qua nhà tôi làm gì? Vừa nghe thấy giọng của Lão thì cả đoàn người quay lại và dành cho Lão một cái nhìn kỳ dị. Dưới ánh trăng mờ mờ, đoàn người hiện ra với hình ảnh đầu tóc rũ rượi, ai nấy mắt đều thâm quầng, mặt thì trắng bệch, không còn sức sống. Bỗng dưng cả đoàn người lên tiếng. Ông chủ tịch ơi, cứu chúng tôi với. Chúng tôi bị chết oan. Chúng tôi chết oan, chết thảm lắm, ông chủ tịch ơi. Âm thanh như xoáy sâu vào màng nhĩ của Lão, nghe như thể vọng về từ cõi âm u, khiến cho chân tay của Lão bủng rủng, tim đập liên hồi. Lão biết Lão đang nhìn thấy thứ gì, nhưng không kìm được nữa, Lão hô lên. Mà. Rồi Lão cũng chạy vào nhà. Thấy Lão hốt hoảng như vậy thì Mụ Liên và thằng Khải cũng chạy theo Lão vào nhà xem có chuyện gì, thì thấy Lão đã ngất liệm nằm ở trên giường rồi. Sáng hôm sau mở mắt ra, Lão Bằng đã thấy trời sáng. Những cảnh kỳ dị hôm qua đã không còn nữa. Lão không biết việc gặp những bóng ma kia là mơ hay thật nữa. Lúc này Lão định ngồi dậy thì thấy toàn thân người đau nhức không thể chịu được. Lão mới lên tiếng. Mẹ thằng Khải đâu rồi? Mẹ thằng Khải ơi! Mụ Liên lúc đó mới lật đật từ ngoài sân chạy vào. Mụ hỏi luôn. Đã tỉnh rồi cơ à? Hôm qua gặp cái gì mà ly bì cả đêm thế? Làm tôi với thằng Khải sợ quá trời. Lần sau đêm hôm có chuyện gì thì nhỏ nhỏ cái mồm thôi, không có hàng xóm họ lại sang chẳng ra làm sao cả. Lão run run nói. Tôi gặp ma bà, sợ quá. Nó không phải là một con đâu, mà cả một đoàn đấy, trông sợ lắm. Mụ Liên nghi hoặc. Ông có gặp thật không, hay là lại thần hồn nát thần tính? Lão Bằng đáp. Nếu không gặp ma thì tôi ngất làm sao được. Hai con chó còn ra sủa bọn chúng cơ mà. Tôi nghe nói giống chó mực có khả năng nhìn thấy ma, nên mới mua một đôi đấy. Mụ Liên nhớ ra điều gì nên đáp lại. Bảo sao hai con chó từ sáng tới giờ cứ nằm lầm lũi ở trong bếp,
Tôi và thằng Khái vào á thì chúng nó rên gừ gừ, cắt chân thì run lẩy bẩy. Lão Bằng run run: Đây đây, chúng nó gặp ma đấy, còn cái gì nữa. Mụ Liên vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà thầy Hoàng đã giúp nhà mình trừ hết vong hồn nhà ông Thuận thì lấy đâu ma với quỷ bám lấy nhà mình. Từ lâu nay á, có bao giờ gặp hồn ma bóng quế nhà ông Thuận nữa đâu. Hay là đi tìm thầy Hoàng giúp nhà mình lần nữa thử xem. Dạo này á, tôi cứ cảm thấy bất an làm sao ấy bà. Mụ Liên biểu môi: Ừ, bất cái thổ tả gì, chắc lại nhớ con nào rồi đúng không? Ê, làm gì có ai mà nhớ. Bà đi tìm thầy Hoàng giúp tôi đi. Mụ Liên có vẻ không vừa ý cho lắm. Đi tìm thầy Hoàng á, lỡ đâu ông ta lại hỏi cái hũ châu báu đâu thì biết trả lời thế nào. Đã hứa với ông ta là mang hũ châu báu đó ra để giúp hết. Vậy mà... Ê, hay là tôi tìm người khác. Nghe nói ở xã Giao Tiến có thầy Hùng cũng hay lắm đó. Tôi đi kiếm thử nha. Lão Bằng nghe thấy thì đồng ý luôn. Vì bây giờ cũng chỉ còn cách đó thôi, chứ biết làm sao nữa. Sau khi chồng đồng ý, mụ Liên gọi luôn thằng Khải vào dặn: Mẹ đi lên Giao Tiến có một chút chuyện, mày ở nhà trong nhà cẩn thận nghe, trong cả bố mày nữa. Nhớ lấy cháo ở dưới bếp á, và lấy thuốc cho bố mày. Ông ấy mà ngã bệnh ra thì khổ. Tuyệt đối là không la cà đi đâu chơi đấy nha. Mẹ về mà không thấy đâu á là mẹ đánh cho tuốt xác đấy nghe chưa. Nghe thấy mẹ nói như vậy, thằng Khải cũng sợ lắm nên nó thừa ngay: Vâng, mẹ cứ đi đi, mọi việc ở nhà để con lo cho. Giao việc xong xuôi cho thằng con, mụ Liên nhảy luôn lên con xe nhà mụ để đi xã Giao Tiến tìm thầy Hùng. Xã Giao Tiến cách đây cũng tầm 10 cây số. Đi xe đạp và hỏi thăm nhà thầy cũng tầm hơn 40 phút là đến nơi. May mắn cho mụ là gặp thầy Hùng đang ở nhà. Hôm nay vẫn chưa có ai đến xem bói hay rước thầy về làm lễ. Sau khi nghe mụ Liên trình bày và hứa trả thù lao hậu hĩnh thì thầy Hùng mừng lắm. Thế là mang theo đồ nghề và nhảy tót lên con xe đạp để đi theo mụ luôn. Cũng chỉ hơn 30 phút sau, mụ Liên và thầy Hùng đã có mặt ở nhà mụ. Vừa bước vào cái cổng, thầy Hùng thốt lên: À, chà, nhà đẹp quá, mái ngói đỏ tươi, cổng lại làm bằng gỗ nữa. Mụ Liên ngượng ngùng: Thầy cứ quá khen à, nhà con cũng bình thường thôi à. Thầy Hùng sởi lởi: Tôi là tôi khen thật, ở xã tôi cũng không có nhà nào to và đẹp như thế này đâu. Ừ, thấy anh nhà chị đâu? Mụ Liên đáp: À, thưa thầy, nhà con đang nằm trong nhà đó, chắc thằng bé nhà con đang chăm sóc ông ấy. Vừa nghe thấy tiếng mẹ thì thằng Khải mừng lắm reo lên: À, mẹ đã về, mẹ đã về. Mụ Liên nạt nó: Ê, lớn tướng rồi mà như trẻ con ấy, chào thầy đi con. Thằng Khải nhìn thấy thầy Hùng thì lễ phép chào: Con chào thầy ạ. À, ngoan lắm. Thế là cả ba người vào nhà thì thấy lão Bằng đang ngủ, không đành đánh thức lão dậy, thầy Hùng ngồi luôn ở cái tràng kỹ nhà mụ Liên và lên tiếng: Cứ để anh ấy ngủ đi chị, chị chuẩn bị những thứ này làm lễ nghe. Nói xong, thầy Hùng đưa cho mụ Liên tờ giấy, trong đó có ghi đồ cần thiết để làm lễ. Sau khi dặn thằng Khải pha trà cho thầy uống, mụ nhanh chóng đạp xe ra chợ để mua đồ thầy dặn, và chỉ một lát sau đã có đủ những thứ thầy yêu cầu. Nhìn lễ lạc sắp lên đầy đủ, bày biện ra cái bàn đặt ở một bên góc nhà, thì thầy Hùng gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, thầy Hùng và cả nhà bắt đầu bước vào làm lễ. Cả nhà ba người và thầy Hùng quỳ xuống trước bàn lễ, đầy đủ vàng mã, hoa quả, xôi thịt và hương nhang bay nghi ngút. Thầy Hùng đọc luyến thoắng, không biết là kinh kệ hay là cái gì nữa. Tiếng của thầy kết hợp với tiếng mõ nghe nhịp nhàng lắm, và kết thúc bài khấn là thầy lại Nam Mô A Di Đà Phật và gõ cái chuông bên cạnh thầy một cái keng. Còn cả nhà lão Bằng thì cứ khấn lấy khấn để, mặc dù chẳng hiểu thầy đọc cái mẹ gì.
Được tầm gần một tiếng đồng hồ làm lễ thì thầy Hùng nghỉ. Thầy nói: "Tôi đã cúng khấn nhà anh chị cẩn thận rồi đấy. Mọi việc cứ yên tâm đi, không phải lo lắng gì đâu. Đây là lá bùa bình an, mỗi người đeo một cái đi, để tránh mọi ma tà." Cả nhà lão Bằng nhận bùa xong thì cảm kích lắm. Lão lên tiếng cảm ơn: "Cảm ơn thầy, nhà chúng con biết ơn thầy lắm. Vừa làm lễ xong, con đã thấy trong người khỏe ra biết bao nhiêu." Thầy Hùng cũng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. "Có lẽ cũng gần trưa rồi, xin phép anh chị tôi về kẻo muộn." "Ấy, thầy ở lại dùng với nhà con bữa cơm đã, về lúc này nắng nôi lắm ạ." "Cảm ơn chị, nhưng mà hôm nay đã đi vắng nguyên một buổi sáng rồi, e rằng mọi người ở nhà đang chờ tôi." Cảm thấy không giữ được thầy ở lại, mụ liền lấy một đĩa xôi, một ít hoa quả và cắt một miếng thịt to gói lại cho thầy cẩn thận. Mụ cũng không quên dúi vào cho thầy mấy đồng tiền công cúng. Thấy thế thì thầy Hùng vui lắm: "Cảm ơn anh chị đã cho tôi nhiều lọc như thế này. Lần sau có việc gì cứ gọi cho tôi sẽ đến ngay. Thôi, bây giờ tôi phải về đây." Nói xong, thầy Hùng từ biệt cả nhà ra về. Mụ liền cũng không quên tiễn thầy ra đến tận cổng. Tiễn thầy về xong, mụ liền vào nhà, nhìn thấy lão Bằng. Mụ hầu hởi mà nói: "Tôi đi tìm là đúng thầy ngay à. Đâu phải cứ có thầy Hoàng là mới giúp được gia đình mình." Lão Bằng thấy cái điệu tí tửng của vợ cũng đáp lại: "Ở cái nhà này á thì mình bà là giỏi nhất rồi. Bố con tôi có biết cái gì đâu." Thấy chồng khiêm nhường như vậy, mụ phỏng mũi lắm. "Hôm nay á, nhân việc thành công, có lẽ bố con ở nhà trong nhà đi, để tôi sang đằng ngoại chơi một bữa ngang. Lâu rồi tôi cũng chưa về thăm bố mẹ, chắc là bố mẹ cũng mong tôi lắm á." Nghe thấy vợ bảo đi chơi, lão Bằng cảm thấy vui, hồ hởi trả lời: "Đấy, bà cứ vì chồng vì con không đi đâu được. Hôm nay bà cứ đi cho thoải mái đi, tôi ở nhà nấu cơm cho." Thằng Khải nghe thấy bố mẹ nói thế cũng xen vào: "Thế bố mẹ cho con sang nhà thằng An chơi nhé. Hôm nay cũng là chiều thứ bảy mà, lâu rồi con không được sang nhà nó." Lão Bằng đáp luôn: "Đồng ý với ông quý tử." Thế là cả nhà lão cười vang. Lâu lắm rồi không khí gia đình lão mới đầm ấm như thế. Mọi người đều có vẻ yêu thương, nhường nhịn nhau, không phải lo những nỗi lo đời thường. Chiều hôm đó, mụ liền ăn mặc đẹp lắm, quần áo đều là lụa Hà Đông, trông cứ mát rượi rượi. Mỗi tội dáng mụ to cồng kềnh, nên dù có ăn mặc đẹp đến đâu thì trông vẫn thô. Thế là mụ ngồi lên xe đạp và đạp đến nhà mẹ của mụ. Trước khi đi, mụ còn cười với lão Bằng và thằng Khải nụ cười thật tươi. Nhưng bố con lão không biết rằng đây chính là nụ cười cuối cùng của mụ trước khi rời khỏi cõi trần thế này. Sau khi đi được một lúc, thằng Khải cũng đi chơi. Lão Bằng cảm thấy lúc này ruột bồn chồn, nóng rang như lửa đốt, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa. Lão nằm ở cái trường kỹ trầm ngâm một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, lão thấy mụ liền ướt sũng đứng ở ngoài cổng gọi lão: "Ông Bằng ơi, ông Bằng ơi." Lão Bằng giật mình vì tiếng gọi đó méo mó, không giống với giọng của một người bình thường, mà đó là một tiếng vọng về từ cõi âm. Lão Bằng giọng run run hỏi mụ liền: "Bà làm cái gì mà ướt sũng như thế kia? Vào nhà mà thay quần áo đi chứ, để vậy nhiễm lạnh á thì lại ốm nữa." "Tôi không vào nhà được nữa đâu. Tôi mãi mãi không về được nữa đâu, ông Bằng ơi." Nhìn thấy mắt của mụ liền đỏ hoe vì khóc, lão Bằng hơi ngạc nhiên vì lâu rồi lão chưa thấy mụ khóc. Lão gặng hỏi: "Làm sao mà không vào nhà được? Bà cứ vào thoải mái đi, sợ ai cơ chứ?" Mụ liền nấc lên: "Tôi chết rồi,
xác tôi đang ở dưới đáy sông đây này. Nói xong, mụ từ từ đi ra cổng và biến mất. Lão Bằng giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi thì vã ra như tắm. Thì ra nãy giờ là giấc mơ sao? Sao mà nó quá đổi chân thật vậy? Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì ở phía ngoài cổng có Nam, dân quân của xã, chạy vào thở hổn hển và nói: báo cáo anh, chị nhà bị ngã xuống sông, mấy anh em chúng em vẫn chưa tìm thấy à? Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, lão không tin những gì mà mình đã nghe thấy, liền hỏi lại: cậu bảo ai ngã xuống sông cơ? Dạ em bảo chị nhà. Trời ơi, đi đứng cái kiểu gì không biết, nhanh lên nào, báo sao từ trưa tới giờ tôi thấy nóng ruột quá, đúng là có chuyện thật. Lão Bằng và anh Nam ra đến nơi thì thấy người ta vớt cái xác có mụ liền đặt ở trên bờ sông rồi. Thấy lão Bằng ra thì một anh thanh niên trong đám vớt mụ liền, anh ta liền nói: xin chia buồn với anh và gia đình, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể rồi, nhưng có lẽ chị ấy đã ở dưới nước quá lâu nên... Lão Bằng ôm xác mụ liền, lão gào khóc như điên như dại: mình ơi, sao mình nỡ bỏ tôi và con mà đi như thế này hả mình? Tôi và mình còn phải sinh cho thằng gái đứa em nữa cơ mà. Nghe tiếng khóc xé lòng của lão Bằng, ai cũng thấy thương cảm cho lão. Mặc dù trong đó cũng có nhiều người ghét lão vì cái tính hống hách. Bây giờ lão đã thành người quá vợ, gà trống nuôi con. Đó là điều mà bất cứ ai trên cuộc đời này đều không mong muốn. Không biết số phận của mụ Liên có phải do an bài mà chết vào thời điểm đó hay không. Nhưng trước khi chết, mụ cảm thấy đó là những giây phút hạnh phúc của gia đình. Khi sang nhà ngoại chơi, mụ từ biệt chồng con trong vui vẻ, rồi quần là áo lụa vô cùng sang trọng. Trên chiếc xe mà vợ chồng mụ đã dành dụm tiền để trở thành người đầu tiên sở hữu nó, đã tiễn mụ về nơi âm tàu địa phủ trong một tình huống không thể ngờ tới. Khi mụ đi qua cầu nối liền làng tôi với cái làng của bố mẹ nhà mụ thì gặp một đàn trâu của nhà ông Hoang đi qua. Mụ cũng tránh bình thường như không có chuyện gì ảnh hưởng đến mụ cả. Chẳng hiểu vì sao mụ lại thấy một đám người như ăn mày, quần áo lôi thôi, mặt mũi thì nhếch nhác, không biết từ đâu đến, xuất hiện ở giữa cầu, hò reo, đẩy cả mụ và chiếc xe xuống sông. Dưới dòng nước đang chảy xiết, mụ bị cuốn đi nhanh chóng, và ở dưới dòng sông, như có bàn tay của ai cứ kéo chìm nghiễm cả thân xác nặng tới gần 80kg của mụ xuống. Ông Hoàng hô hào mọi người và cũng nhảy xuống cứu, nhưng lần mò mãi cũng không thấy xác của mụ đâu. Khi công cuộc tìm kiếm đã trải qua khoảng gần nửa tiếng thì cái xác của mụ mới từ từ nổi lên. Mặc dù biết là không thể cứu chữa được, nhưng mọi người cũng đã tìm cách hết sức có thể. Và khi lão Bằng đến thì mụ đã thực sự trở thành người thiên cổ rồi. Có lẽ được người trong làng báo tin, thằng Khải không biết từ đâu đến cũng ôm lấy xác của mẹ mà gào khóc: mẹ ơi, sao mẹ lại nỡ bỏ bố con mà đi hả mẹ? Mẹ ơi, con không chịu đâu, mẹ về với con đi. Tiếng khóc của nó vang vọng, não nề, như muốn gọi mẹ nó từ cõi chết về. Đối với người ngoài, mẹ nó có thể sống thế này thế nọ, nhưng đối với thằng Khải, mẹ nó luôn là người tuyệt vời nhất, chịu thương, chịu khó, lo cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ. Như cảm nhận được sự xuất hiện của nó, từ hai khóe miệng của mụ Liên xuất hiện hai dòng máu đỏ tươi chảy ra, khiến cho mọi người ở đó không khỏi một phen thất kinh. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, xác của mụ Liên cũng được đưa về nhà, nhưng chỉ để được ở ngoài sân vì mụ ấy là người chết đuối. Theo phong tục quê tôi, những người như vậy thì thường sẽ rất lưu luyến nhà cửa. Nếu vào nhà thì linh hồn của họ sẽ lại mãi mãi không chịu đầu thai và gây ra biết bao phiền phức cho gia quyến. Đám ma cho mụ Liên cũng được diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Vì thật ra
cái xác của mụ đang có dấu hiệu trương lên. Nếu để lâu sẽ bốc mùi tử khí nặng nề. Mọi thứ trong đám ma diễn ra hết sức bình thường. Nhưng trong buổi tối hôm đó, khi mọi người về hết, chỉ còn bố con lão Khải và bố mẹ, anh em mụ Liên đang phủ phục bên linh cữu ở ngoài sân, thì mọi người há hốc mồm khi họ thấy linh hồn mụ Liên to béo đang bị xích lại và bị một đám người trông giống đám ăn mày dẫn dãi và liên tục lấy roi quất vào người của mụ mà hét lớn. Tao nghiệp là phải trả nghiệp, nghe chưa? Mày đã hại biết bao nhiêu người, mày phải chịu đầy xuống 18 tầng địa ngục. Còn lại các ông, các bà tha cho con. Tha cho con. Tha cho mày này. Tha cho mày này. Tiếng nói vang lên, cùng với đó là những ngọn roi quất vào người của mụ, làm cho mụ khóc trống lên, không thể van xin được nữa. Dường như cảnh tượng đó, nó làm cho tất cả mọi người á khẩu, không thể nói được điều gì. Họ biết chắc cái chết của mụ Liên không phải là cái chết bình thường, mà do một thế lực nào đó ở thế giới bên kia làm ra. Sau khi những hình ảnh quái dị kia vừa kết thúc, mọi người như tỉnh mộng, mọi ánh mắt bắt đầu nhìn vào lão Bằng như muốn dò xét. Ông Quang, bố của mụ Liên, lên tiếng. Có phải anh chị ăn ở không phải đạo nên bị ma quỷ nó bắt đi, có đúng không? Lão Bằng giật mình phân bùa. Dạ, chúng con luôn ăn ở có trước có sau, thì làm sao đắc tội với chốn ma quỷ được ạ? Vợ chồng con còn đem vàng bạc châu báu để ủng hộ vùng bị lũ lụt nữa cơ mà. Bà Nam xen vào. Nếu anh chị không có tội thì làm sao con Liên chết rồi mà phải chịu cảnh xiềng xích như thế kia? Mặc dù trong lòng lão Bằng rất run sợ khi có thể mình sẽ là người tiếp theo ra đi, nhưng lão vẫn cứng miệng. Trên trời cao chứng giám, con mà có tội thì thần linh cứu phạt con. Dì Hòa, em ruột của mụ Liên, lên tiếng. Con sợ rằng anh chị đắc tội với ma quỷ lúc nào không hay, nên không thể tìm ra nguyên nhân được. Con nghĩ rằng mọi việc cứ từ từ đã, để chờ việc của chị Liên xong xuôi đâu đấy đi, rồi mình tìm thầy mà giải. Chứ bây giờ có hỏi tội nhau cũng e rằng là vô ích mà thôi. Mọi người nghe thấy dì Hòa nói như vậy thì đều gật gù tán thành, vì cảm thấy rất có lý. Rồi giục nhau đi nghỉ ngơi, để lấy sức mai có thể đưa mụ Liên về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Sáng ngày hôm sau, mọi việc đưa mụ Liên ra nghĩa địa chôn cất đều diễn ra hết sức bình thường. Chỉ có cái quan tài là tương đối nặng, vì thân hình người chết đuối dường như đã nặng hơn sau một đêm, khiến cho đám thanh niên khiêng quan tài một phen tương đối vất vả. Sau cái chết của mụ Liên, lão Bằng cũng đã bình tâm được phần nào. Mặc dù miệng thì nói bài trừ mê tín dị đoan, nhưng lão vẫn bí mật nhờ người đi tìm thầy Hoàng về coi gia trạch của nhà mình xem có vấn đề gì không. Kể cả phải trả lại vàng bạc châu báu thì lão cũng trả. Nhưng những tin tức mà lão nhận về thầy Hoàng dường như là con số không. Lão Bằng bắt đầu cảm nhận thấy nỗi bất an ở trong người, khiến lão mất ăn mất ngủ. Công việc ở xã thì cũng không đâu vào đâu. Thấy tình thế có vẻ không được ổn lắm, lão đành nhờ ông thầy Hùng lần trước cúng bái cho nhà lão. Nhưng vừa đến nhà lão, thầy Hùng liền đắc đầu ngoài ngoại. Tôi làm thì cũng được thôi, nhưng tôi e rằng nếu tôi làm thì tôi sẽ bị vong mạng mất. Lần trước tôi đến còn chưa thấy gì, nhưng lần này tôi vào thì thấy âm khí nặng lắm. Bát hương nhà ông đều ám khói ngã sang màu vàng. Điều đó thể hiện rằng các cụ nhà ông đang gặp một cái nạn lớn. Việc này phải có thầy cao tay. Tôi thì chỉ ở mức độ bình thường thôi. Nói xong, thầy Hùng cũng đạp xe đi mất. Chỉ còn lão một mình vò đầu bứt tai, chỉ mong thời gian quay trở lại, không chỉ vì một chút lòng tham mà đã đẩy mình vào thế đường cùng.
Rồi lão cũng chán nản tất cả, chẳng nhờ người tìm thầy Hoàng nữa. Đã đến lúc lão phải trả cái nghiệp này rồi. Nhưng lão muốn một mình lão chịu, không muốn thằng Khải phải chịu theo, vì nó còn quá trẻ để hiểu sự đời. Hơn nữa lão cũng muốn nó còn sống để có thể thờ phụng ông bà tổ tiên. Thế rồi lão quyết định từ chức chủ tịch xã. Mọi người khi biết đến cái tin ấy đều hết sức ngỡ ngàng, đặc biệt là mấy cái mụ chuyên ngồi lê đôi mắt soi mói chuyện nhà người khác như mụ Hồng, nhà ở cuối làng tôi. Không ngờ cái loại tham quyền cố vị như lão Bằng cũng xin thôi cái chức chủ tịch xã béo bở. Mà cũng phải thôi, cái lão này chuyên làm những việc gây tổn hại cho người khác, chắc chắn rồi cũng bị quả báo thôi hả. Mụ Hằng cạnh nhà tôi cũng chen vào. Tôi nghe nói nhà lão Bằng này nợ cái gì của ma quỷ ấy, nghe ghê lắm. Bây giờ hả, làm lão mất ăn mất ngủ. Cú sốc mất vợ và nỗi lo vô hình cộng với những lời đồn ác ý khiến cho lão Bằng ngày càng trầm cảm hơn, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Hằng ngày lão chỉ quanh quẩn ở bốn bức tường nhà, còn việc ăn uống mua bán đều một tay thằng Khải làm. Từ ngày mẹ mất, thằng Khải không còn ham chơi như trước nữa. Nó cũng để ý đến bố nó nhiều hơn. Nhưng dường như trái với thằng con trai lão, lão Bằng cũng ít khi nói chuyện với nó. Lão cứ âm thầm và lặng lẽ, có những lúc chỉ nói chuyện có một mình. Rồi lão đổ bệnh, chính xác hơn là bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Người lão gầy gọc, xanh xao hẳn đi, không còn béo tốt như trước nữa. Khuôn mặt thì trắng bền bệt như người ở trong bóng tối lâu ngày. Hai con mắt trũng sâu như muốn lồi ra. Chứng kiến bố mình như thế thì thằng Khải mạnh bạo đánh tiếng. Hay là để con nhờ cậu An đưa bố đi bệnh viện, chứ dạo này con trông bố tiều tụy quá à, e rằng để lâu quá không có tốt. Lão Bằng ho lên sù sụ nhưng vẫn nhất quyết từ chối. Có được tao lên bệnh viện trung ương thì chưa chắc người ta chữa khỏi bệnh cho tao đâu. Bệnh của tao chỉ có thầy Hoàng chữa được thôi. Thằng Khải giật mình. Thầy Hoàng hả? Nhưng mà bây giờ tìm thầy ấy khó hơn lên trời nữa, biết tìm thầy ấy ở đâu? Lão Bằng gạt đi. Vậy thì thôi, không bệnh viện gì hết á, tao chán rồi. Nói xong rồi lão bỏ vào trong buồng, mặc cho thằng Khải nhìn bố mình với ánh mắt sững sờ. Năm ấy thằng Khải cũng đã 15 tuổi. Nó đã thay đổi hẳn từ sau cái chết của mẹ nó, không còn ham chơi chọc làng quấy xóm như những đứa trẻ khác, mà thay vào đó là sự chững chạc. Thấy bố mình nói như thế, nó quyết tâm không bỏ cuộc, vì lão Bằng chính là người thân ruột thịt duy nhất của nó. Thế là nó nhờ ông An, người em trai ruột của mẹ nó, để đưa bố nó đi viện. Lúc đầu lão Bằng cứ chối đầy đẩy. Tôi làm gì có bệnh gì, cậu cứ mặc tôi đi. Tôi là tôi không đi đâu hết á. Thôi cậu về đi. Thấy lão nói vậy, ông An cũng tự ái lắm. Nhưng nhìn thấy cái cơ thể béo tốt ngày nào chỉ sau mấy tháng gầy gò xanh xao thì cũng cố nài nỉ. Chị em thì mất sớm rồi, thằng Khải còn mỗi mình anh là điểm tựa. Vậy mà anh ra nông nổi này thì nó biết dựa dẫm vào ai? Anh muốn nó mất cả bố lẫn mẹ à? Lão Bằng thoáng chút buồn, không nói gì như ngầm đồng ý. Nắm lấy cái cơ hội này, ông An đèo luôn lão lên bệnh viện huyện để kiểm tra cho lão như thế nào. Vì là người có tiền nên lão Bằng được kiểm tra khá toàn diện và đầy đủ. Nhưng các bác sĩ ở đây đều nói lão Bằng không mắc bệnh gì cả. Bệnh chỉ ở trong tâm mà ra, cần phải nghỉ ngơi, tịnh dưỡng điều độ, không được thức khuya quá. Sau đó lão Bằng được các bác sĩ kê đơn cho thuốc bổ về nhà tịnh dưỡng, chứ không ở lại bệnh viện để chữa trị. Về nhà, biết kết quả bố mình không sao, thằng Khải vui lắm. Nhưng trái lại, lão Bằng lạnh nhạt vô cảm với điều đó, khiến nó vô cùng ngạc nhiên. Nó lẩm bẩm. Thôi kệ,
Bố cứ không sao là tốt rồi. Mình sẽ cố gắng chăm sóc bố thật tốt. Nhưng nó đâu biết rằng, những khi màn đêm buông xuống, bố nó lại phải đối diện với những thứ ghê rợn vô hình. Đó là những bóng ma. Hằng đêm chúng cứ về quấy quả, chúng cười lên sằng sặc và đe dọa. Mày phải trả nghiệp lại cho những gì mày gây ra cho chúng tao. Mày làm cho chúng tao tan nhà nát cửa. Mày phải chết. Mày phải chết. Dường như ban ngày thì không sao, nhưng cứ đêm về lại trở thành sự tra tấn đến cùng cực, khiến lão Bằng mất ăn mất ngủ, lo âu đến cùng cực. Hai con chó mực nhà lão sau những đêm dài như thế cứ gầm gừ như muốn đuổi ai đó ra khỏi nhà. Nhưng vào một buổi sáng, chúng lại lăn đùng ra chết một cách bất thường trong sự tiếc thương vô bờ của thằng Khải. Còn đối với lão Bằng, sự phản kháng của lão đối với các vòng ma đó là vô cùng yếu ớt, vì lão cũng biết lão chính là người phải trả cho những việc làm mà mình gây ra. Lão nhớ lại từ lúc lão được làm chủ tịch, lão đã gây ra cái chết oan khuất cho gia đình ông Thuận chỉ vì năm xưa ông phản đối mình lấy người cháu trong dòng họ của ông. Rồi lão bị vàng bạc châu báu làm mờ mắt, đã không thể cưỡng lại được lòng tham của bản thân. Nếu số vàng bạc châu báu ấy được bỏ ra, thì lão sẽ cứu được biết bao nhiêu người và sẽ không có những hồn ma đeo bám lão như bây giờ. Nó cứ dai dẳng và dai dẳng, không có hồi kết. Và rồi dường như mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng của lão. Chỉ mấy tháng sau cái ngày mà đi khám bệnh đó, lão đã tự tử để tìm lấy cái chết. Cái tình lão Bằng nguyên phó chủ tịch xã thắt cổ tự tử đã làm xôn xao cả một vùng quê thời bấy giờ. Họ không biết lý do chính xác vì sao, nên chỉ có thể nói rằng sau cái chết thương tâm của vợ thì lão Bằng ngày càng tiều tụy và dằn vặt nên tự tìm đến cái chết. Đám ma của lão diễn ra nhanh chóng và lặng lẽ. Một kiếp người có thăng trầm cứ như thế ra đi. Người khổ sở và đau buồn nhất có lẽ là thằng Khải. Nó đã phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của bố và mẹ. Rồi nó sẽ sống như thế nào trên cuộc đời này? Tuy nhiên dù có buồn đau đến mấy cũng không có thể thay đổi số phận. Mặc dù không nói ra cho biết, nhưng với sự hiểu biết của một đứa trẻ 14-15 tuổi, nó cũng hiểu phần nào bố mẹ mình chết là do đâu. Hằng ngày đối diện với căn nhà rộng thênh thang từng là niềm tự hào của nó với bạn bè cùng trang lứa, nó cảm thấy cô quạnh quá và dường như chứa đựng cả sự đau thương, mất mát. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó: phải đi khỏi nơi này để tìm cuộc sống khác, không cứ mãi chìm đắm trong đau thương này được. Mặc dù là đứa trẻ 15 tuổi, nhưng thằng Khải cũng có sự hiểu biết với sự đời, vì so với những đứa trẻ cùng lứa thì nó có vẻ là đứa thông minh và già đời hơn. Nó biết nhờ ông An, cậu của nó bán căn nhà cho một người cùng làng và tự mình đi lên huyện bán số vàng bạc châu báu trong nhà, nên trong tay nó có thể nói là có một số tiền kha khá. Để tránh lại bi kịch mà bố mẹ nó gặp phải, nó cũng không quên làm công đức bố thí cho những người nghèo và ủng hộ chính quyền số tiền khá lớn. Làm mọi việc xong xuôi, nó nhờ mọi người đằng ngoại chăm nom mộ phần bố mẹ nó và hứa khi nào đúng dịp dỗ chạp ông bà nó sẽ về. Và rồi trên con đò đi lên tỉnh, nó vẫy tay chào quê hương nơi chứa đựng biết bao miền ký ức vui vẻ cũng như đau thương trong cuộc đời của nó. Căn nhà rau bán được một người trong làng mua, đó là gia đình lão Biên, một gia đình cũng có thể được coi là khá giả của làng tôi. Lão mua lại căn nhà đẹp với giá rẻ nên vui lắm. Mặc dù đã được mọi người can ngăn từ trước vì là nhà có hai người chết, nhưng lão vẫn kiên quyết mua và gạt đi những lời khuyên đó.
Thời buổi nào rồi còn sợ mấy cái chuyện ma quỷ. Tôi mua nhà đẹp với giá rẻ thì điều đó là may mắn, chứ càng ngắn gì. Ấy nhưng sống trong cái nhà đó chỉ trong một thời gian, lão Biên mới bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã mua căn nhà này. Bởi vì hàng đêm khi gia đình của lão ngủ thì thường bị bóng đè hoặc bị ma trêu. Thậm chí có những lúc lão thấy nhà mình có từng đoàn người ăn mày cứ ra ra vào vào. Có đuổi họ thì cũng không nói gì, lại gần thì họ biến mất. Rồi những đồ đạc của lão cũng bị mất mà không rõ lý do. Bởi vì lão luôn cảnh giác đóng cổng đóng cửa mỗi khi đi đâu. Trong nhà thậm chí còn nuôi con chó to lắm. Nhưng đồ đạc của nhà lão cứ vậy biến đi, không dấu tích. Thế rồi lão đành treo cái biển bán nhà. Những người biết chuyện nhà lão thì chẳng ai dám đến gần ngôi nhà đó, chứ đừng nói là mua. Còn bản thân gia đình lão Biên cũng dọn về căn nhà cũ, và căn nhà của lão Bằng năm xưa nay bỗng dưng trở thành căn nhà hoang. Hằng đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non, tiếng đi lại rầm rập như có người ở đó. Nhưng tất cả mọi người trong làng đều biết đó là những sự việc không phải do con người gây ra. Căn nhà bị bỏ hoang đến một thời gian dài. Sau đó có một người đàn ông đến hỏi mua. Người đàn ông này mặc đồ tây, đeo kính đen nên không ai nhìn rõ mặt ông ta. Đi cùng với ông ta là một người phụ nữ nhan sắc đầm thắm, ăn mặc quý phái, sang trọng, cũng đeo kính đen, khác hẳn với người dân nơi đây. Khi hỏi họ tên để đưa vào biên bản và giấy chuyển nhượng nhà đất, thì người đàn ông trả lời: "Tôi là Nguyễn Văn Quang, vợ tôi là Bùi Thị Cẩm Nhung." Nói xong, hai người họ đều bỏ cặp kính đen ra. Đúng lúc này, ông Biên đã hoàn thành xong thủ tục và ngẩng mặt lên định bắt tay người đối diện thì miệng ông lắp bắp: Chú Sinh, sao chú còn sống?" Thấy ông Biên nói như vậy thì người đàn ông kia giải thích mình chính là em trai của chú Sinh năm xưa bị thất lạc, may mắn có người cưu mang giúp đỡ mới có thể sống sót được. Nghe tin bố mẹ và anh trai bị xử bắn oan khuất, này trở về để lấy lại mảnh đất của tổ tiên và giải oan khuất cho bố mẹ. Sau khi mua đất xong, chú Quang đưa tất cả những bằng chứng ngày xưa ông bà Thuận đã từng nuôi và đùm bọc cán bộ cách mạng cho ủy ban xã. Cuối cùng, ông bà Thuận và chú Sinh cũng được rửa oan. Từ đó, chú Quang cũng ở lại quê hương để mà hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Nghiệp Phải Trả, tác giả Lương Duy. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.